Xin chào mọi người, chào mừng quý vị đến với video hôm nay. Trong thời hiện đại, có một xu hướng ngày càng gia tăng, đó là người trẻ chọn sống độc thân. Trong một xã hội mà áp lực từ gia đình và xã hội thường đặt ra việc kết hôn và sinh con là điều tất yếu, tại sao có nhiều người trẻ lại quyết định sống một cuộc sống độc thân? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này. Trong cuộc sống hiện đại, tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều người trẻ lựa chọn sống độc thân hơn, người trẻ Việt Nam cũng không ở ngoài xu hướng này. Ưa thích sự tự do, Hoàng Lan lựa chọn sống độc thân từ sớm và không vội vã kết hôn. Những năm tuổi trẻ độc lập đã đem đến cho cô một cuộc sống nhiều màu sắc. Lúc mình độc thân, mình có rất nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, nhiều thú vui, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa. Mình còn dành nhiều thời gian cho gia đình, khi mình không có chồng, có con, mình sẽ toàn tâm cho những gì mình thích. Mình chỉ ước một ngày có 48 tiếng thì tốt, vì một phần lớn thời gian là dành cho công việc và mình có quá nhiều thú vui, chị Hoàng Lan ở Hà Nội chia sẻ. Với Hoàng Lan, mỗi ngày lại đem đến cho cô những trải nghiệm mới, có khi là những chuyến du lịch lên rừng xuống biển, có khi là những chuyến đi thiện nguyện cùng bạn bè hay sống vài năm ở một vùng đất khác. Độc lập, thành công và xinh đẹp, đó là những ấn tượng ngay khi gặp Phan Hoàng Thu, Hoa hậu Đông Nam Á năm 2013. Một ngày của cô trôi qua đầy bận biểu với những hoạt động nghệ thuật và cả kinh doanh đầu tư, trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, lựa chọn ly hôn, trở thành một single mom, mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều hối tiếc của cô. Cuộc sống bận bịu thời gian được lấp đầy bởi những trải nghiệm, công việc để phát triển bản thân, sống cho mình, đôi khi khiến người trẻ tạm quên đi nhu cầu gắn kết tình cảm đôi lứa. Xã hội hiện đại, người trẻ cũng có tư duy mở hơn trong xu hướng tình cảm, lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Chính vì vậy, suy nghĩ sống độc thân hay là độc thân tạm thời cũng đã xuất hiện ở nhiều người trẻ. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu như từ tạm thời, nhu cầu ấy trở thành cả đời? Người trẻ tìm đến cuộc sống độc thân sau những biến cố tình cảm. Bước qua những trải nghiệm tình yêu không trọn vẹn, độc thân là lựa chọn hiện tại của cô gái trẻ này. Đây cũng là một cách để cô quên đi những biến cố tình cảm trong quá khứ. Thời điểm đó, bạn ấy không có nhiều tiền để khi đi ăn, uống, đa số em phải trả. Nhưng sau khi chia tay, bạn ấy lại kể với những người yêu sau là em là người đào mỏ. Khiến em có suy nghĩ là dù mình có làm gì nhưng khi người ta muốn nâng bốc bản thân lên thì cũng có thể dìm mình xuống. Chính vì câu chuyện với người yêu cũ đó nên em cảm thấy cuộc sống độc thân hiện tại tốt hơn. Không trải qua những biến cố lớn như bạn nữ ở trên, hai bạn trẻ Dinh Diết, Hữu Bách và Ngọc Nhi lại lựa chọn cuộc sống độc thân để tự tìm cho mình những khoảng trống riêng sau những mối tình kéo dài. Hay đơn giản như một cách để họ tận hưởng một cuộc sống mới. Anh Trịnh Hữu Bách ở Hà Nội nói rằng, giữa việc có người yêu và không có người yêu, em cảm thấy không có người yêu. Em có thể làm những thứ bản thân mình thích, sống thoải mái hơn, không bị ép buộc hay gò bó. Chị Trần Ngọc Nhi ở Hà Nội cho hay, trong khoảng thời gian độc thân, em phải đấu tranh rất nhiều. Đã có lúc cố gắng đi tìm một ai đấy, nhưng lại nhận ra có vẻ bản thân mình không quá cần điều đó mà mình cần tận hưởng cuộc sống của mình hơn. Mình không còn phải tập trung vào một người mà có thể san sẻ sự quan tâm đến nhiều người khác. Tuy nhiên, tư tưởng độc thân dù là tạm thời đang dần hình thành này sẽ kéo theo không ít vấn đề đáng lo ngại. Theo thạc sĩ Lã Linh Nga, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục, khi người trẻ có xu hướng độc thân hay kết hôn muộn sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về sức khỏe sinh sản. Tiếp theo là tình trạng dân số già hóa đi, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội. Làm sao để tạo nên một cộng đồng, tạo nên sự gắn kết, những giá trị của gia đình rất có ý nghĩa. Có những niềm vui về việc thuộc về ai đó, ở bên ai đó, nói về góc độ của giáo dục tiền hôn nhân. Bây giờ đang ở góc nhìn là bế tắc, sao thấy khó khăn thế, nhưng có những cách giải quyết tốt hơn nhiều. Những giải pháp giúp người trẻ mở lòng, vượt qua những rào cản tâm lý là cần thiết. Bởi từ tạm thời đến lâu dài sẽ gây lên những thách thức trong tương lai cho chính cuộc sống của họ. Trong
Trang Nhung không nhớ bao nhiêu lần dì ruột giục bố mẹ cô kiểm tra tại sao cô cháu 35 tuổi của mình chưa yêu ai, cũng chẳng thấy có vẻ sốt sắng gì. Nhung cảm nhận trong suy nghĩ của dì, cô đang sống rất khổ sở. Tôi cần bảo vệ bố mẹ nên liên tục nâng cấp hình ảnh bản thân bằng cách ăn mặc thật đẹp và mua đồ đắt tiền, Trang Nhung nói. Cô giải thích mình làm vậy để mọi người thấy cuộc sống độc thân cũng rất tuyệt vời và bố mẹ cô cũng yên tâm rằng cô gái, con gái đang sống tốt. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt ở thành phố Bắc Ninh, Nhung cũng nhận được đánh giá là có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định nên không ai tin đến giờ tại sao cô vẫn một mình. Thậm chí có lần bố mẹ còn dò hỏi tôi có phải là người đồng tính không, cô kể. Nhung nói, cô chẳng có gì trục trặc từ cuộc sống cá nhân, công việc hay quan hệ xã hội. Thậm chí cô còn đang thấy rất hạnh phúc nên không cần người đồng hành cả đời. Cuộc sống độc thân mang lại cho cô sự tự do, có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và chăm sóc bản thân. Tại sao cứ phải đẩy bản thân vào một cuộc phiêu lưu hôn nhân, nơi thói quen sinh hoạt, sở thích và chất lượng cuộc sống của bản thân sẽ bị thay đổi vì người khác? Nhung lý luận. Cũng chọn cuộc sống độc thân để được tận hưởng tự do nhưng mạnh cường, giảng viên một trường đại học ở Hà Nội không quan tâm đến đánh giá của người khác như Nhung. Từ nhiều năm trước, người đàn ông 40 tuổi này đã tuyên bố theo đuổi sự tự do thay vì bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình, con cái. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiều thế hệ làm giáo dục, ngay từ nhỏ, Cường luôn cảm nhận cuộc đời mình là chuỗi những nhiệm vụ do người khác giao. Tất cả đều đi trên con đường na ná nhau như phải đỗ đại học, kiếm việc làm, kết hôn, mua nhà, mua xe, sinh con như được lập trình. Như thế đâu còn là cuộc đời của tôi nữa, Cường nói. Anh khẳng định mình rất ổn ở thời điểm hiện tại và chọn không kết hôn để giải phóng bản thân khỏi sự lệ thuộc, hưởng thụ cuộc sống bằng tiền mình kiếm ra. Trang Nhung hay Cường được cho là đại diện của xu hướng chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân đang ngày càng phát triển trên khắp thế giới. Theo nghiên cứu của tổ chức quốc tế Euromonitor London, Anh, hiện có hơn 300 triệu người sống một mình trên toàn cầu, tăng khoảng 80% so với 15 năm trước. Tại một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thậm chí còn phát sinh khái niệm nền kinh tế độc thân, nơi hàng hóa dịch vụ được thiết kế riêng để phục vụ các hộ gia đình một người. Tại Việt Nam, tỷ lệ người sống độc thân cũng đang có xu hướng tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 tăng lên 10,1% năm 2019, theo Tổng cục Thống kê. Sống độc thân đã trở thành xu hướng mới đại diện cho sự độc lập về kinh tế và tinh thần của một số người trẻ. Thạc sĩ Võ Minh Thành, giảng viên khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, một nghiên cứu thực hiện năm 2012 bởi các nhà tâm lý học Đại học Thành phố San Diego và được Hiệp hội Tâm lý học Mỹ công bố, những người sinh ra trong thập niên 90 và 80 thường tự cho mình là trung tâm hơn so với các thế hệ trước. Họ trân trọng chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện lớn nhất là khát vọng sống cho mình. Nếu hôn nhân không thể cải thiện chất lượng cuộc sống hoặc ảnh hưởng đến giá trị bản thân, họ sẽ không lựa chọn hôn nhân. Theo ông Thành, ngoài lý do theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, việc chưa tìm thấy đối tượng phù hợp, sợ trẻ con hay bị ám ảnh về hôn nhân không hạnh phúc cũng khiến nhiều người chọn độc thân. Phương Linh, 36 tuổi, luôn từ chối mọi lời mai mối, các cuộc hẹn hò do người thân và bạn bè sắp đặt, bởi sợ sẽ có một cuộc hôn nhân thảm họa như mẹ mình. Sau hơn chục năm làm việc tại Sài Gòn, cô mua được nhà nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn và sinh con. Cô có một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly thân từ lâu, chứng kiến cuộc cãi vã như cơm bữa, những trận đòn voi vô cớ trút lên người sau mỗi lần bố mẹ xung đột. Cô đã thề sẽ sống một mình khi lớn lên. Sống không hạnh phúc thì kết hôn làm gì? Linh tự đặt câu hỏi. Với Linh, cuộc sống hôn nhân chất lượng thấp, không bằng một đời độc thân chất lượng cao. Cô cũng sợ trẻ con, sợ chúng đến gần hay rủ chơi cùng. Vài tháng trước, bạn thân sinh đến thăm, Linh phải ngồi tận cuối giường bởi ghét mùi sữa. Không yêu trẻ con, tôi chẳng thể nuôi dạy chúng cho tốt nếu có. Cô phân trần và cho rằng cuộc sống sẽ thoải mái và nhàn nhã nếu không xuất hiện những đứa trẻ. Từng tham dự nhiều đám cưới, nhưng Linh chưa bao giờ thấy trân trọng hay xúc động, bởi cho rằng ở đó nhân vật chính thì diễn, còn khách chỉ đến cắm mặt vào ăn. Dù vậy, cô gái này không chìm đắm vào thế giới riêng mà vẫn có mối liên hệ xã hội chặt chẽ với bạn bè.
Theo Linh, điều đáng sợ nhất khi độc thân là đánh mất kết nối với xã hội. Điều này khiến con người rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực. Theo thạc sĩ Võ Minh Thành, không thể coi cuộc đời có hôn nhân mới là thành công hay độc thân là thất bại và ngược lại. Nếu ở hiện tại, những người độc thân đang hạnh phúc với sự lựa chọn của họ thì nên trân trọng điều đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự phát triển lâu dài của xã hội thì sẽ có những hệ lụy. Điều này sẽ làm mất cân bằng cơ cấu lao động trong xã hội. Cái tôi phát triển quá mạnh cũng dẫn đến những ứng xử thiếu tính tương tác, lệ thuộc vào phương tiện ảo và dần đánh rơi giá trị thật, ông Thành phân tích. Theo vị chuyên gia này, cần suy nghĩ kỹ về giá trị đích thực của cuộc đời và mỗi người muốn hướng đến. Tích cực trải nghiệm, khám phá những giá trị tốt đẹp khác của mình cũng như mọi người, không nên chỉ nhìn những tiêu cực của xã hội mà đánh đồng tất cả. Sự chân thành, chia sẻ và yêu thương lúc nào cũng được đền đáp xứng đáng. Thừa nhận độc thân hay kết hôn đều có cái được và mất, Mạnh Cường khẳng định, tùy tính cách mà mỗi con người có lựa chọn riêng, nên chọn điều mà bản thân cảm thấy phù hợp và sẵn sàng chấp nhận kết quả. Hiện tại thì độc thân là lựa chọn tốt nhất cho tôi, anh nói. Cường chia sẻ thêm, anh coi hôn nhân là một điều thiêng liêng và tốt đẹp, bởi vậy việc này chỉ nên được tiến hành khi người ta tin rằng bản thân có sự lựa chọn đúng đắn, có trách nhiệm với cuộc đời mình và bạn đời. Nhung cũng đồng tình với quan điểm này, dù nhận nhiều chỉ trích ích kỷ, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội từ bố mẹ, họ hàng, nhưng cô vẫn vui với cuộc sống hiện tại. Cô gái này rất tâm đắc câu, người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ chỉ trừ một điều, sự tự do. Tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào và tự do lựa chọn hướng đi của mình. Từ cuốn sách Đi tìm lẽ sống của Viktor E. Frankl. Dù độc thân, tôi vẫn đang làm việc, vẫn cống hiến đóng góp cho xã hội và bụng dưỡng bố mẹ. Đó là những điều tích cực, vậy ích kỷ ở chỗ nào? Nhung nói và kiên quyết không vì miệng lưỡi thế gian mà làm khổ đời mình, khổ người khác khi bản thân không sẵn sàng để lập gia đình. Chị L, chuyên viên tuyển dụng ở một tập đoàn bất động sản tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, không nhớ đã bao lần mẹ thúc giục cô kết hôn. Ở tuổi 29, cô vẫn chưa có ý định lập gia đình. Sau cuộc tình để lại cho mình nhiều hụt hẫng, từ chối các mối quan hệ tình cảm. 4 năm trước, chị L có tình yêu sâu đậm với một phó trưởng phòng truyền thông của một tập đoàn công nghệ tại Thủ Đức. Gia đình hai bên ủng hộ, họ dự kiến tiến đến hôn nhân. Bất ngờ, chị L nhận ra có người thứ ba. Dù đau khổ nhưng cô vẫn quyết định chấm dứt. Cuộc sống hiện tại của tôi khá vô tư, thích đi đâu thì đi, không cần đắn đo suy nghĩ như những bạn bè đã có gia đình. Hơn hết, tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho mẹ và bạn bè. Chị L nói, theo L, hạnh phúc là do mỗi người cảm nhận, không do xã hội quy định hay đóng khung trong cái gọi là hạnh phúc hôn nhân. 31 tuổi, là nhân viên ngân hàng, kinh tế ổn định, nhưng hiện tại chị K, quê ở Quảng Nam, chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp hơn là tìm kiếm một tình yêu. Với cô, cuộc sống hiện tại rất dễ chịu vì mỗi quyết định đều được ba mẹ ủng hộ. Tôi không nói trước được trong tương lai mình có kết hôn hay không, nhưng hiện tại tôi chọn một mình và từ chối các mối quan hệ tình cảm. Việc mất thời gian cho những cảm xúc bất định khi hẹn hò không phải là điều tôi thực sự thích. Tôi sẽ nhận con nuôi vào thời điểm thích hợp và sống ở viện dưỡng lão khi lớn tuổi. Một chị khác hiện sống cùng con trai 9 tuổi, cho biết. Chị bước vào cuộc sống hôn nhân khá sớm và nhận ra việc kết hôn hơn 10 năm trước là sai lầm. Theo chị, không cần quan tâm đến cái nhìn của xã hội. Nếu hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình, có tư duy tích cực và đóng góp tốt cho xã hội thì việc kết hôn không còn quan trọng. Tại sao lại để bị áp đặt bởi lối suy nghĩ của người khác, hẹn hò rồi kết hôn, trong khi hiểu rõ cuộc sống hôn nhân không hề dễ chịu. Việc sống như thế nào là do bạn quyết định và quan trọng nhất là bạn thấy hạnh phúc với lựa chọn đó. Nhưng liệu sống độc thân cả đời có thật sự mang đến hạnh phúc với sự tự do và thoải mái như nhiều người vẫn tưởng? Hãy cùng điểm qua những điều mà người chọn sống độc thân phải đánh đổi. Độc thân cũng có nghĩa là đầu độc sức khỏe của bản thân. Chẳng phải tự nhiên mà những thế hệ trước thường hay đem viễn cảnh về một tương lai bệnh tật không người chăm sóc ra hù dọa những đứa trẻ đang nhen nhóm ý tưởng độc thân cả đời. Tôi từng bỏ ngoài tai vì những lời này đi ngược lại với niềm tin của mình và viễn cảnh độc thân ung dung tự tại. Nhưng cho đến khi tự mình trải qua cơn sốt cao, không ai quan tâm chăm sóc, tôi mới hiểu đơn độc thực sự là như thế nào.
Chúng ta có thể sống chung với gia đình, chia căn hộ với ai đó, nhờ họ giúp đỡ mỗi lần đau bệnh, nhưng đến khi già, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại chính bạn lo cho bạn mà thôi. Đã từng có nhiều lời bao biện cho lựa chọn độc thân như chẳng may cưới phải người vô tâm thì chúng ta vẫn cô đơn khi bệnh cơ mà. Nhưng thật ra thì tỷ lệ xui xẻo ấy chỉ khoảng 50%, còn với người độc thân, tỷ lệ phải đối diện với viễn cảnh ấy lên đến 90%. 10% còn lại phụ thuộc vào việc chúng ta sống tốt đến đâu để có thể nhờ cậy bạn bè, hàng xóm. Tuy nhiên, độc cho thân chưa dừng lại ở đó. Theo nghiên cứu khoa học, các mối liên hệ chặt chẽ trong gia đình có khả năng cải thiện sức khỏe và tăng tuổi thọ của con người. Ngược lại, cảm giác cô độc sẽ dẫn đến khả năng miễn dịch, khả năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể kém hơn, đồng nghĩa là sống độc thân sẽ có nhiều phần dẫn bạn đến một tương lai không thọ. Giảm nhẹ gánh nặng tài chính, chưa chắc. Một trong những lý do khiến nhiều bạn trẻ ngày nay lựa chọn sống độc thân chính là ám ảnh về tài chính. Bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Xung quanh tôi, những cặp vợ chồng nghề nghiệp ổn định suốt ngày lặp đi lặp lại câu hỏi tiền đâu mua sữa, học phí tính sao, tiền nhà tiền chợ thế nào, rồi họ thay đổi thói quen tiêu xài vốn có, ghi góp từng đồng vì gia đình, quả là một viễn cảnh u tối. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, người độc thân cũng cần tiết kiệm để có những khoản tiền dành dụm cho trường hợp khẩn cấp, cũng đầu tư cho tài sản, cũng phải đối diện với những cơn bão giá của thị trường, khó khăn trong công việc như người có gia đình. Không ít người độc thân đã tâm sự rằng, khi người đã lập gia đình cùng bạn đời chia đôi tiền nhà, tiền ăn hay vẫn còn một đầu lương nếu chẳng may thất nghiệp, thì người độc thân lại phải gánh mọi vấn đề ấy bằng chính đôi vai của mình mà chẳng có ai san sẻ. Cô đơn sẽ là một nỗi khổ tất yếu đối diện. Đọc lại. Cô đơn là một nỗi khổ tất yếu sẽ phải đối diện. Có thể khi đưa ra quyết định sống độc thân, bạn đang trong trạng thái vô cảm với tất cả các mối quan hệ, không ai yêu cũng chẳng muốn yêu ai. Tuy nhiên, yêu và được yêu, trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng là một nhu cầu cơ bản của con người. Chính vì thế, đối diện với sự cô đơn là một nỗi khổ tất yếu bạn sẽ phải trải qua trong cuộc sống độc thân. Chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy cô độc khi trở về nhà một mình sau ngày dài đầy căng thẳng. Bạn không có bất cứ ai để tâm sự, dựa dẫm, bạn phải tự giải quyết những nỗi sợ côn trùng, sợ ma, sợ trộm. Bạn phải tự khiêng vác, sắp xếp đồ đạc, sửa những thứ lặt vặt ở nhà mà không ai trợ giúp. Một ngày nào đó, khi cảm giác thiếu thốn tình cảm chạm trần, sự khó chịu, sợ hãi, mệt mỏi sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần. Để giải tỏa căng thẳng, nhiều người độc thân đã tìm đến các sự tương trợ khác nhau ở mức độ lành mạnh, đó là bạn bè, người thân, ở mức độ cao hơn là người yêu, bạn tình, tình một đêm. Tuy nhiên, cũng như những người có gia đình, trước khi đi tìm một mối quan hệ nào đó để giải tỏa nỗi buồn, người độc thân cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để không phá vỡ cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Có một chân lý, thế giới không ưu tiên những người độc thân. Có thể bạn sẽ cảm thấy cuộc đời rất bất công với mình, bởi lẽ thế giới này cảm thông nhiều hơn với nỗi khổ của người có gia đình và con cái. Như nhiều quốc gia trên thế giới, luật pháp Việt Nam cho phép họ được hưởng ngày nghỉ và các khoản trợ cấp trong thời gian thai sản và nuôi con. Trong khi đó, người độc thân và không có con chẳng có khoản trợ cấp nào. Trong mắt xã hội, họ chẳng phải chịu sự xáo trộn nào về cuộc sống, tâm lý, thể chất để cần được hỗ trợ. Tại các cửa hàng, rõ ràng bạn có thể thấy combo gia đình lợi hơn nhiều so với hàng bán lẻ cho một người. Lý do của sự bất công này thật ra lại khá hợp lý. Về mặt kinh tế, hàng hóa càng bán được nhiều càng tốt. Và người tiêu thụ nhiều, chủ yếu là hộ gia đình, chính vì thế độc thân thông thường chẳng nhận được bao nhiêu ưu đãi từ cuộc đời. Chưa kể trong rất nhiều trường hợp, bởi vì bạn không vướng bận gia đình nên bạn sẽ được vướng bận rất nhiều vấn đề xã hội. Ai sẽ là người giúp những người có gia đình đón con, trông cháu khi họ bận rộn? Ai sẽ là người được ưu tiên đi công tác, tăng ca, gánh những công việc đột xuất? Người độc thân. Cuối cùng, thật ra chúng ta cũng sẽ chẳng thảnh thơi như chúng ta nghĩ và sự chán nản vì bất công ấy cũng có thể bùng nổ ở bất kỳ thời điểm nào. Bề nổi của độc thân đã được rất nhiều bài viết gần đây lăng xê trong khi chẳng mấy ai nhắc đến phần chìm cô độc. Điều này vô tình khiến cho rất nhiều người trẻ thiếu kinh nghiệm sống mơ mộng về một cuộc sống tự do, không vướng bận gia đình sẽ mang lại hạnh phúc. Trên thực tế, ít ai tự tin khẳng định cuộc sống độc thân
hay lập gia đình hạnh phúc hơn, bởi cả hai lối sống ấy đều mang lại đầy đủ vui buồn, đau khổ. Vì vậy, trước khi đặt bút ký bản thỏa thuận độc thân với chính mình, hãy nhìn nhận nghiêm túc những khó khăn sẽ phải đối diện, suy xét kỹ và chuẩn bị tinh thần đón nhận chúng trong tương lai nhé. Nguyên nhân giới trẻ thích sống độc thân, tự nguyện ế theo xu thế. Ngày nay, nhiều người trẻ lựa chọn lối sống độc thân 4-0, không hẹn hò, không tình dục, không kết hôn, không nuôi con. Xu hướng này nổi lên ở Trung Quốc, Hàn Quốc và bắt đầu có ảnh hưởng đến Việt Nam. Vậy điều gì khiến họ tự nguyện ế? Ám ảnh bởi những cặp đôi không hạnh phúc. Anh B, 35 tuổi, làm công việc tự do, chia sẻ rằng cuộc sống gia đình của anh không được hạnh phúc như người khác. Ngày trước, bố mẹ anh thường xuyên cãi vã, đánh nhau, nhìn cảnh bố tức giận lên mẹ bằng những trận đòn roi, mắng chửi thậm tệ, khiến B cảm thấy không hứng thú với chuyện hôn nhân, thậm chí là có bạn gái. Anh B nói, yêu nhau rồi kết hôn để làm gì, cưới nhau rồi lại mất công bỏ nhau thôi. Ngoài ra, anh B tự nhận mình là người đàn ông khô khan, không giỏi quan tâm phụ nữ nên không muốn bước vào mối quan hệ với cô gái nào. Trong khi đó, cô nhàn Trang, 27 tuổi, làm công việc freelancer, vlog travel cũng chọn lối sống độc thân vì ám ảnh với những cặp đôi không hạnh phúc. Trang chia sẻ, mình từng tiếp xúc với một vài cặp đôi yêu nhau thì có những trải nghiệm không được tốt cho lắm. Lúc mới yêu thì ngọt ngào thắm thiết là thế, nhưng được một thời gian thì ngoại tình, cãi vã, thậm chí là phân ngại tố nhau trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, báo chí đưa nhiều vụ việc từ đáng tiếc đến phẫn nộ, kinh hãi khi những kẻ cuồng yêu liên tục có những hành động biến thái như bám đuôi, quấy rối, thậm chí giết người rồi tự tử. Những điều đó khiến mình ám ảnh, thà độc thân mà vui vẻ còn hơn. Yêu thích độc lập, tự do. Theo Trang, cuộc sống độc thân có ưu điểm vượt trội là sự tự do, không vướng bận điều gì cả. Thậm chí Trang còn cho rằng chẳng cần yêu ai, cô vẫn rất ổn. Cô có thể đi du lịch một mình, sống một mình, đi shopping rồi xem phim một mình mà chẳng thấy cô đơn. Cô nàng Quỳnh, 31 tuổi, chuyên viên tư vấn du học cũng gật đầu với suy nghĩ, ế là xu thế, đồng thời cho rằng bất cứ trạng thái nào từ độc thân, có người yêu tới kết hôn đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Độc thân thì luôn thoải mái thời gian, nhưng cũng sẽ có lúc cảm thấy cô đơn, đặc biệt như lúc ốm đau hay có chuyện mà phải một mình tự giải quyết. Tuy nhiên, nếu được chọn lại, mình vẫn chọn độc thân như bây giờ hơn là cố gắng bước vào một mối quan hệ khiến bản thân không thoải mái. Dù độc thân hay đã kết hôn, thì với mình điều quan trọng là mình sẵn sàng thích nghi, hưởng thụ trạng thái đó như thế nào. Đó không phải là sự chấp nhận hay cam chịu, mà khi đã chọn cái gì thì hãy thực sự sống với nó. Một số ý kiến khác cũng đồng tình với việc thà ế mà vui vẻ còn hơn có cuộc sống hôn nhân gò bó luôn phải sống cho người khác. Chị Quỳnh, cựu sinh viên đại học ngoại thương bày tỏ, giữa việc có người yêu và không có người yêu, mình cảm thấy không có người yêu thì mình có thể làm những thứ bản thân mình thích, sống thoải mái hơn, không bị ép buộc hay gò bó. Mình cũng phải đấu tranh rất nhiều, đã có lúc cố gắng đi tìm một ai đấy, nhưng lại nhận ra có vẻ bản thân không quá cần điều đó mà cần tận hưởng cuộc sống của mình hơn. Mình không còn phải tập trung vào một người mà có thể san sẻ sự quan tâm đến nhiều người khác. Khó tìm mảnh ghép ưng ý. Xã hội hiện đại đã không còn tồn tại quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Giới trẻ ngày càng có tiếng nói hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc của đời mình. Mặt khác, nhiều nghiên cứu cho thấy học vấn tăng cao, tỷ lệ kết hôn sớm sụt giảm bởi yêu cầu về nửa ấy cũng cao lên. Giới trẻ, đặc biệt là thế hệ 9X trở đi, lớn lên và làm việc ở thành thị, tiếp xúc với môi trường hiện đại, cởi mở, đời sống cao hơn và có học thức, nên họ thường đặt ra điều kiện khi tìm kiếm đối tượng, gắn bó cả đời. Việc nhiều người đặt ra yêu cầu quá cao về nửa kia cũng khiến tỷ lệ kết hôn, yêu đương giảm đi. Cựu sinh viên học viện báo chí cho hay, mình là người khá hướng ngoại nên khi mọi người giới thiệu cho một ai đó, mình cũng rất sẵn lòng và vui vẻ đón nhận, chỉ là sau khi tìm hiểu mình chưa tìm được ai phù hợp. Mình có cá tính khá là khác biệt với phần đông các bạn nữ, vì vậy rất khó ghép đôi với ai đó. Mình cũng nhận vài lời giới thiệu kiểu mai mối rồi, nhưng mà chung quy lại sau khi nói chuyện họ chỉ nắm được một phần nào đấy cái tần số suy nghĩ của mình, chứ không thật sự hiểu được hết, nên cuối cùng cũng chỉ là làm bạn thôi. Rất khó để tiến tới một mối quan hệ vì mình rất là khó trong chuyện yêu đương. Anh T, 34 tuổi, trưởng phòng marketing của một công ty.
Từng tốt nghiệp trường đại học FPT với số điểm cao, anh chàng cao 1m75, gia đình khá giả, được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, hoạt ngôn nhưng tới giờ vẫn ế vì không tìm được người phù hợp. Cả hai nên có điều kiện tương đồng về mọi mặt, như vậy mới không bị mất cân bằng và quan điểm sống cũng không bị chênh lệch. Tuy nhiên, để tìm được người hợp với mình về suy nghĩ, sở thích thật là khó. Những cô nàng ít tuổi thì bộc lộ tính trẻ con nhõng nhẽo, còn đồng trang lứa với mình thì lại có nhiều khác biệt về lối sống. Nhiều người nói trong các trường đại học có rất nhiều nhân tài, hay đi làm rồi các mối quan hệ rộng mở, nhưng sau khi mình trải qua mới phát hiện những người đó đã có chủ hết rồi, anh T chia sẻ. Lo sợ trước áp lực kiếm tiền nuôi gia đình. Với sự phát triển của kinh tế xã hội, chi phí cho việc sinh đẻ và nuôi dạy con cái chịu tác động của nhiều yếu tố như nhà ở, giáo dục, việc làm, cũng làm dấy lên lo ngại về việc kết hôn sinh con của giới trẻ hiện nay. Có nhiều cuộc khảo sát cho thấy người trẻ tỏ ra đọc lại. Người trẻ tỏ ra lo lắng về các chi phí tốn kém khi xây dựng gia đình, nhất là những ai đang sống và làm việc ở các thành phố lớn. Chi phí sinh hoạt tại thành phố lớn tương đối cao, giá nhà đất tăng nhanh chóng mặt, khiến nhiều người trẻ chán kết hôn, lo sợ việc không nhà, không xe, không tiền sẽ trở thành gông cùm của hôn nhân. Anh T, 28 tuổi ở Nghệ An, đã tốt nghiệp đại học và làm việc cho một công ty xây dựng tại Hà Nội được 4 năm. Tuy rằng anh đã làm việc chăm chỉ, có tiền tiết kiệm, nhưng lại không thể theo kịp với giá nhà đất tăng vọt ở thành phố. Điều khiến anh cảm thấy ảo não hơn đó chính là tiêu chí chọn bạn đời của các cô gái cũng ngày một cao hơn, đòi hỏi người đàn ông phải có nhà, có xe, có công việc ổn định. Nhà mình ở quê chỉ thuộc diện bình thường, lương của mình 15 triệu một tháng, trừ ăn uống, thuê nhà thì mình để ra được từ 8 đến 10 triệu. Tuy nhiên, để mua được nhà, nhất là thời buổi bất động sản hô giá như hiện nay thì lâu quá, có khi 40 tuổi mình vẫn chưa mua được mất. Như vậy làm sao dám lấy vợ? Chưa kể mình hay đọc mấy bài chi tiêu gia đình trên mạng xã hội mà chóng cả mặt, không ngờ có gia đình lại chi tiêu nhiều như vậy. Anh T than thở. Trong khi đó, Thanh Mai, 25 tuổi ở Thái Nguyên chia sẻ, kết hôn đồng nghĩa với việc tôi phải chia sẻ gánh nặng tài chính khi sở hữu một căn hộ, một chiếc xe hơi, nuôi con và phải làm quen với việc cân bằng cuộc sống, công việc mới. Tôi không chắc liệu mình có sẵn sàng cho những thay đổi đó hay chưa. Suy cho cùng, hôn nhân là điều xa xỉ, không phải ai cũng có thể lo được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi về chủ đề Khi người trẻ chọn sống độc thân. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về lý do mà nhiều người trẻ lựa chọn sống độc thân và sẽ tôn trọng quyết định của họ. Hãy để lại ý kiến và chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày tuyệt vời!